luôn em, chào mừng em đã quay lại với channel của mình. Vô tận thông thôn về, mình càng mạnh thì càng áo. Tập 66 liên phân bộ này phòng mô tả nhé. Ý dạ. Tiếp theo, phải nắm bắt mở cửa các chiến hy khác. Thời gian một năm thấp tâm gia, ta sẽ không để cho người cướp mất linh hy đâu. 10 ngày sau. 10 ngày, cánh tay trái của chiến hiệt và cánh phải cũng đã được mở ra thành công. Lần này có 4 chiến hiệt rồi. Là lúc tới Đông Viện xem thử rồi. Càng cứ và tính toán của khâu lão thì ta hoàn toàn có thể đi tìm linh hy hoàng minh chính đại. Hoàn toàn không còn nghiêng về cường giả của Đông Mục Hầu phủ đâm lén giáp sát nữa. Linh hy ta tới đi. Ý? À? Hả? Ta luôn nghe nói thiền nam võ phủ thiên tài tụ tập, không ngờ lại toàn là cái hàng người này, đúng là hư danh. Nhớ đầu này ở đâu ra vậy? Đừng có hồng cuồng ngôn. Vũ Khoa cũng là ngũ trọng chân vật cảnh xin chỉ giáo. Kim Càng bài trốn. Chỉ có vậy. Ngươi là thiên đạo sở yếu nhất mà ta từng gặp đấy. Ngươi quá điên cuồng. Con bé này từ đâu ra thế? Đúng là không thể nhìn được mà. Giới diễn tầng. Ôi, chồng cưa nói được xong cái câu chào hỏi nữa. Dịch Phụng Vương tộc à? Rõ ràng con bé này là dòng chính của Dịch Phụng Vương tộc. Tại sao lại xuất hiện ở Tiền Nam chứ? Còn ai dám lên không? Người cũng có thể đấu với học viện tình hình của chúng ta. Đông phải tầm khù nông cốt thì chắc người không chịu nổi 3 triệu đâu. Ví dụ như là Dương Trần của Bác Diện, người ta cũng là lười ra sừng lắm. Ui, cái tên này Dương Trần. Ai là Dương Trần? Cút ra đi. Nè, người có sự tồn không? Bốn tiên thư có sự tồn hay không thì liên quan gì tới người? Không chọc vợ ta thì người cứ làm cái thứ ngang ngược đi cũng chẳng sao. Nhưng mà tìm đến ta rồi thì ta không thở tại sự tồn của người quan giáo người đâu. Không bị sốc chết là gì? Thứ công trùng càng mẹ nhà người cũng muốn dám buông lời xuất sượt vậy. Quan giáo ta, người cũng xứng à. Khốn kiếp, người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Bắt hắn lại cho ta. Dương Tây, quốc sư đại nhân. Hả? Lão đầu này lỗi hại thực. Tham kiến quốc sư đại nhân. Ông ấy chính là Đông Thủ Quốc Sư à? Mệnh cách trong truyền thuyết là Thiên Đạo Sư. Nghe nói Đông Thủ Quốc Sư thân bi kho ráng. Giữa Đông Thủ Vườn thì có trọng nhất. Ở phần lớn Đông Thủ thân phận thì hiện hách dưới một người trên vài người. Nguyên nhân khác mà thành danh của Đông Thủ Quốc Sư vang danh Đông Thủ chính là vì thân phận mệnh cách của Thiên Đạo Sư. Thần cũng Chư Tôn Tiểu tử này, con muốn hắn hầu hạ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng là ai? Tiểu Hồng là vật cưới của ta, chính là xích dương phi má tôn quý. Chờ ngồi nuôi dưỡng đó chính là phúc phận của người.
Vô sư à, tại hạ là học viên nông cốt của Bắc viện trong phủ Tiền Nam, có thể tính giáo một đề có được không? Người có việc hỏi. Được. Người hiền nhân loại chúng ta có câu: nuôi mà không dạy là lỗi của cha, quản giáo không nghiêm là lỗi của thầy. Nên giải thích ra sao? Dương Trọng: ngươi thật là to gan quá đi, muốn chút rồi. Viên chủ đại nhân: ngài thân là thị của ả? Tiểu Khanh: xin lỗi đi. Chị Tô Mã hắn là cái thá gì, giờ vô đâu mà người phải xin lỗi? Tiểu Khanh: có lỗi thì phải nhận. Vi sư trước đây dạy ngươi thế nào? Kẻ sĩ không thể nói năng dù đạo. Ngươi chưa thấy thế giới hiếp bên ngoài nên sửa tính kiêu ngạo này đi à. Lỡ tiểu tử đã mạo phạm, xin lỗi chứ gì đại nhân. Hả? À, quốc sư đại nhân à, đại giá hoàng làm đến phủ của chúng ta chính là vinh hạnh của chúng ta. Không biết quốc sư đại nhân muốn tới viện nào? Giỡn như cô đi, mất viện ta và Trấn Ác lâu đã không gặp, đúng lúc thì ôm lại chuyện cũ thôi. Ai cuối cùng ta cũng đã nhìn ra rồi, trong mắt kẻ gọi là quý tộc thì dân thường mãi mãi là đơ hèn, đều do ức hiếp mà. Nói đạo lý là cái thứ không tồn tại rồi, bởi vì người không có tư cách để nói đạo lý với họ. Mời đưa giấy thông hành của người. Mời đưa giấy các ông nội nhà ngươi. Dương Trần: Dương Trần à, xin lỗi, tí tí tới muộn, tí lỗi nhé. Nghe tí tí à, tí có biết là Linh Hy đang tu hành ở đâu không? Linh Hy? Ai là Linh Hy? Trần Thiếu à, nội gia sớm đã chuẩn bị hết Đại Hồng Vân thưởng thừa ở Lầu Vân Cát rồi. Thiếu gia tới xem cái nào là hợp mắt. Nghe tỷ tỷ. Tao quên mất, cô có chuyện quan trọng hay là đổi hôm khác đi ạ? Diện Trần, người có ý gì? Chà tèo leo ký à? Không, nghe tỷ tỷ hả? Tao có bị gấp thật mà. Chuyện có gấp hơn nữa thì cũng không tới mức mà không có thời gian một chén trà. Người đang phụ lòng tốt của tỷ tỷ đó. Hay là người đã coi thường bổn tí từ hả? Vì không có. Tại Lưu Vàng Cát. Dưới Trần vào Lưu Vàng Cát ta rồi, thì chính là người của ta rồi. Người là nam nhân đầu tiên vào Lưu Vàng Cát ta đi. Ta sau này người chính là chủ nhân ở đây. Hả? Nghe tì tì à, ta ở chúng ta mới gặp nhau có lần thứ hai tuổi, thế này không ổn lắm đâu. Dương Trần, nghe nói gàng con người to bằng cái trời, nay làm sao thế? Trước mặt ở trước gặp sầu quen mà. Trần ca, tì tì không vừa ý chỗ nào thì cái nỗi ta sẽ sửa. Ui, ta sớm đã nghe ngóng được rồi, nhóc này là bản tốt của Linh Hy, chẳng lẽ là đang thử ta? Chà, uống trà trước. Tân lệnh. Thần không ngờ nhóc này lại là song sinh giáo hồn, đến ta cũng không nhìn ra được võ hồn gì, đúng là hiếm gặp. Tinh hà mà nữ, nghe tiểu tần giáo hồn, giám tâm võ hồn, sở hữu năng lực trà xét vì gì vô cùng, đồng thời thể hiện võ hồn người bình thường không thể nào tra ra được. Hai võ hồn của tên này chắc là đã vượt qua địa cấp và hạ phẩm. Nếu như không thì giám tâm vô hồn của ta không thể nào không thể tra ra được chút tiền gì. Nam nhận tới đây, ta phải nắm cho chắc mới được. Có thể nói ra quan hệ của người và Linh Hy không? Không thể. Không lẽ mà nữ này làm thật à? Coi thường ta hả? Nhỏ nhẹ. Trần ca, có thể nói ra chuyện vui lúc
ớt tiêu cá thành công? Không thể. Nhìn cho à, người có phải nam nhân hay không? Ta chính là một thằng nhóc giờ mùa, không biết nhân tình tự tại, nếu như có chỗ nào đã tội mong tha thứ cho. Cùng với ta có phải nam nhân hay không? Sợ là chuyện này người không thể nào kiểm chứng được, vì Linh Hy ta có thú thân như ngọc. Cút đi, đi tìm Linh Hy của người đi, ả đang ở kiếm trúc làm đấy. Đã tờ nghe thì tỷ tỷ ra tìm đại. Tại kiếm trúc lâm. Kỳ lạ, nơi này không ngờ lại yên tĩnh tới như thế. Nơi này thật thần kỳ. Lần sườn kiếm thế, còn lập 30 đạo kiếm khí nữa. Nhớ ta rồi sao? Nhớ. Nghe nói người nào đó sau khi tự vào vào phủ, tiếng tâm hùng hậu thu hút được không ít em gái xinh đẹp nhỉ? Này, sao lại nhớ ra ta mà tới đi? Ý. À Linh Hy à, muội vậy nên nó oan cho ta quá rồi. Muội biết mà, trong lòng ta chỉ có một mình muội nhét đầu hết. Rồi cũng không chứa được người khác nữa đâu. Sau này quân lại tìm tới đây. Cũng nhờ có Nghĩa tỷ tỷ. Nghĩa tỷ tỷ ai? Nghĩa tỷ tuần đó ta nhận được lời hẹn của tỷ ấy mới vào đây. Khu nồng cốt của khu đồng viện đúng là khó vào. Tiểu tầm tầm tính cao ngạo, cả khu nồng cốt của đồng viện nhiều anh tài tuân kỳ như thế, á lại không vừa mắt ai, sao lại chủ động mà dương trần? Đi, ta đưa huynh đi gặp thiên nhai dài dài. Sư tổ Linh Hy à, nghe nói sư tổ không màng tới thế sự, chuyên tâm vào kiếm đạo, lão nhân già tính tình thế nào, có thân tiện hay không? Không gì nói ra đâu. Công tôn vô nhai nhớ đầu à, về rồi à, ông ấy là sư tổ sao? Già quá. Nhìn mặt người là biết chữ tôi già rồi. Ấy, lần đầu gặp ông già lắc đầu là ý gì? Vô nhai già già, quên ấy là Dương Trần, con đã nhắc với người rồi đó. Đầu tôn là Dương Trần, tham kiến sư tổ. Người không cần lời tiếc, Thiên Bát Quan đã không phải là đồ đệ của ta nữa rồi. Sư tổ sư tôn vì chuyện năm đó mà luôn rất hối hận. Thật ra thì ông ấy luôn nhung nhớ người đó ạ. Thì từ người là tòa án núi hầm hồ, Thiên Bát Quan mà hối hận thì hắn mà nhớ ra thì cũng coi như là đã gặp mặt rồi. Người cút đi, sau này đừng có tới nữa. Cùng trong biết sự tồn đã tạo nghiệp gì mà lão đầu lại oán hận như vậy. Nhưng mà khâu lão đã từng nói rồi, ta phải có được sự công nhận của mấy thì mà được, ta không thể đi. Sư tổ à, người bất nóng đi, Thiên Bát Quan khốn kiếp mà sau này còn sẽ hiếu thuận với người. Thì từ à, lão phu từng có được tạo hóa từ tu vi, từ tu thiền nam bí cảnh 2250 năm trước. Là vân tướng bí thuật, có thể xem tướng dự báo trước linh dữ. Xem tướng của tỷ tư người thì hung sát quá nhiều, đen đuổi tỷ tỷ mẫn đại hùng, gần đây ngươi có hòa huyết quang không thể miễn được, sinh tử thì khó nói. Lão phu chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng mà ngươi muốn để cho lão phu thầy người gánh hòa. Ý mùa nhà già già trước giờ không nói đùa, nhưng trần tôi sự gặp nạn rồi. Bây giờ dạ, còn sư tổ à, chuyện này có thể giải sao? Sư tổ, tỷ tử tùy trải nghiệm ít ỏi nhưng mà tuyệt đối không cúi đầu trước vận mệnh. Trên đời không có chuyện gì là không thể giải được, con nhất định phải giành lấy được một tia cơ hội sống. Mạnh mẽ hơn Thiên Bát Quan một chút. Đi là lệnh bài thông hành vào khu nồng cốt của Đông Viện. Dương Trần à, có phải có chuyện gì xảy ra không? Ôi, mới đừng có nghĩ nhiều, thật sự không có gì.
Dù xảy ra chuyện gì thì ta cũng không bao giờ rời bỏ mùi đâu. Đồng thời lúc này ta bác viện. Thế này là sao đây? Cấp cao của viện võ tới hết rồi. Không chỉ là cấp cao của võ viện mà là thế lực của Thiền Nam Thành cũng tới rồi. Chuyện gì thế này? Sao lại lớn chuyện thế này? Ta nghe nói là quốc sư đại nhân đã tới rồi. Tham kiến quốc sư đại nhân. Ngồi xuống hết đi. Quốc sư đại nhân, tới Thiền Nam chúng ta chính là phúc phận của Thiền Nam chúng ta. Mở mũi hỏi ngài, không biết quốc sư đại nhân tới có gì sai khiến? Lần này ta phụng mệnh tới Thiền Nam, thật là vì chuyện thần kỳ của rạn núi Triều Ca. Không biết các người có nghe qua chưa? Có tin báo sát từ kỳ không? Không ổn rồi, chuyện này chỉ còn quốc sư đại nhân điều tra thì chắc chắn sẽ biết lựa già từng mưu hoạch chuyện này. Quốc sư đại nhân, nửa năm trước thì tiêu tử sau khi nghe nói chuyện thần tích thì đã đấu giáo phụ chỉ tự mình xông vào rạn núi Triều Ca, thì đúng là đã tận mắt nhìn thấy thần tích. Nhưng mà thần tích không hồi xu thế mà còn có hung thú vườn rất là đáng sợ canh giữ. May mắn mà ta thoát được một kiếp. Lúc đó tiêu tử tận mắt nhìn thấy Dương Trần đã bị hung thú vườn nuốt vào bụng. Kỳ lạ là không ngờ Dương Trần không chết mà chắc chắn biết chuyện bí mật nào đó của thiên tích cũng nên. Dương Trần, ai là Dương Trần mà hắn ở đâu? Chết rồi, gây rồi. Dương Trần, tiên niệm trước kia đánh ta bị thương, không phải tên là Dương Trần sao? Là hắn à. Trong số học viên nồng cốt của bác viện thì đúng là có người tên Dương Trần. Với lại cũng có gốc gác từ xưa với ta. Tiền nàng lớn như thế này có thể khiến cho ta có ý kết giao thì chỉ có mỗi Trần Ác. Thì từ đó thường mang ngạo khí, chắc thì sau này sẽ làm nên chuyện lớn. Trần Ác, vâng mở trên người của người thì có thể gọi ta tới, con phải hỏi xem đã. Ta đích thần đi tìm hắn vì ngay. Ôi hồ ly tinh, ta sẽ càng ngày càng xinh đẹp, hay là đêm nay ta ở lại luôn đây he? Ôi cái tên này, tiểu tử này gặp đại nạn ngập đầu đến nơi còn không biết, còn có sức chịu hoa gẹo cỏ, không biết sống chết là gì à? Dương Trần hả? Cô lão đầu, gã lấy tới tìm ta. Cậu già già sư thức tổ, đi theo ta. Sao ta lại có dự cảm không lành thế nhỉ? Trần tiểu tử, thân tích Triều Ca là thế nào? Thân thức truyền âm. Sư thức tổ à, có phải người của Lừa già tới tìm không? Lừa già là cái gì? Đông thổ quốc sư phụng vượng phụng mệnh tới điều tra thần tích. Lỡ tuấn thì nhiều người nói ngươi bị hùng thú vương già nuốt, khẳng định là người có liên quan tới thần tích. Ôi chớ tiệt, chân lại hắn nói là hùng thú vương già thấy thì hắn đắng quá nên không ăn nữa. Chân lý từ thối này lại có phúc duyên lấy được truyền thừa thần tích. Tiểu tử này, ngươi thật may mắn. Trần tiểu tử à, dù thế nào thì ngươi cũng không thể thừa nhận đã giành được truyền thừa thần tích cái bí chùa. Chính điện khu trung tâm của bác viện. Dương Trần tiểu tử tham kiến quốc sư đại nhân. Dương Trần, nghe nói ngươi từng vào trong rạn núi Diều Ca tấn mắt thấy thần tích, đồng thời bị yêu thú canh giữ nuốt vào, có thật không? Gì? Tấn mắt thấy thần tích gì chứ? Còn bị yêu thú nuốt ai nói? Tên tiểu tử bị thần thú nuốt sao còn mạng chứ? Dương Trần à, ngươi còn giả biện, nhận ra ta lại không? Ngươi, thiếu thú của Kỳ Mừng gia tộc tiến tầm lần lấy, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Hôm đó nếu như không phải người ép ta thì ta cũng không rơi vào hiểm cảnh.
Nếu như không phải ngươi vọng tưởng có thể nhúng tay vào thần tích mà tứ hự ô đó có, thì chấp dẫn yêu thú vương giả ở trong núi Triều Ca, thì Triều Ca Thành, các sinh linh cũng không rơi vào cảnh lầm than. Thân là người của Triều Ca Thành, thú này lúc nào cũng thôi thúc bọn ta tu hành mạnh mẽ, để nghìn đau đó đưa đạo báo thù. Ngươi nói nhảm cái gì thế hả? Ta định nhảm sao? Người Triều Ca bọn ta không sợ chết, chỉ cần nghi ngóng một chút là biết lời của ta chính là sự thật. Quá sư đại nhân, Triều Ca cũng là vì lãnh địa của vương quốc, người Triều Ca ta cũng là con dâu của vương quốc, mong quá sư đại nhân vì người Triều Ca bổn ta làm chủ công đạo. Dương Trần, ngươi đừng hồn giả biện, trả lời thật câu hỏi của quốc sư đại nhân. Ta thấy tin tưởng người ăn nói hàm hồ như thế, tám phần đã có được truyền thừa của thần tích. Câu hỏi của quốc sư đại nhân hả? Không phải ta đã trả lời đúng thực sự rồi sao? Đường đường là gia chủ tộc Kỳ Mừng, đây là muốn ý thớ hiếp người à? Dù thế nào thì các người cũng còn che giấu được tội nghiệp gây ra cho thành Triều Ca. Không ngờ tên Dư Trần kia lại khó nhận thế. Dư Trần à, có vấn đề khác tạm thời ngừng lại đi. Ngươi trả lời một chút về thần tích. Trả lời, ngươi bị yêu thú vương thú nuốt sống, tại sao vẫn còn sống? Thần tích ở đâu ra? Vậy sự đại nhân à, cái gọi là thần tích thực ra chính là kim ưng gia tộc nghĩ ra thôi. Rạn núi Triều Ca vốn chẳng có thần tích gì cả, chỉ là một con yêu thú vương giả vô cùng đáng sợ và hung tàn thôi. Còn về nơi có thần tích mà Lệ Tuần Nữ nói thì hoàn toàn là do kiến thức của hắn vi phạm. Không ngờ ổ của yêu thú vương giả là bị cho rằng là có thần tích gì đó để mức mà liên lụy tích Triều Ca của ta. Ê, người nói lâu, để cho hắn nói tiếp. Hôm đó tên Lỡ Tuấn như đã không ra gì, ép ta vào trong hổ cái yêu thú vườn giả, thấy hắn dò đồ. Từ đó thì lúc bị ép không còn đường lui, chỉ định phải cố chấp tiếp cận. Không biết ở đâu ra lại có một làn sương khối đang mịt mù, chắc là một mơ trận. Con chưa từng bị yêu thú vườn nuốt sống, nếu như mà bây giờ ta bị yêu vườn nuốt giả nuốt thì sẽ còn mang ở đây. Đúng hả? Nó bị yêu thú vương giả nuốt vào bụng thì làm sao mà sống được chứ? Chưa gì đại nhân, nếu như không tin thì các vị có thể tới rạn núi Triều Ca một chuyến. Có các vị ở đó thì tin là yêu thú vương giả hung tàn kia không dám làm gì cả. Từ lúc đó, lực cái tư tử được chứng minh rồi. Đột nhiên, Lỡ Tuấn Như cùng vài tới. Ta muốn xem hắn bị yêu thú vương giả nuốt sống, xem có còn sống được hay không. Ý? Đó là yêu vườn, đó quá đáng sợ, ta không đi đâu. Được rồi. Dương Trần thề ta tới rạn núi Triều Ca, Lỡ Thiên Hoành con trai của người con được dạy dỗ cho tốt. Nhân quả rồi sẽ có lúc phải trả đâu. Ta quốc sư đại nhân gì bảo? Thì tư này, biết ăn nói đi chưa? Dương Trần theo đồng thủ quốc sư tới rạn núi Triều Ca, sợ là lên ít chứ nhiều rồi. Chuyện không thể chậm trở đi thôi. Ôi, có thứ gì đó đang tới. Thiền hợp cả nhiều thú, tứ diễm lộng tước. Đây là vật cưỡi của ta, lên đi. Tí tứ này. Ngươi thật sự chỉ có tu vi ngũ trận chân vật cảnh thường. Tao mà cũng muốn tỉ thí với hắn. Người không phải đối thủ của hắn. Lần trước chỉ là còn sợ xuất thủy. Nhờ đầu này sợ răng đã bị chiều hư rồi. Tính cách cũng không phải là quá xấu. Chỉ tiếc là ta và Diệt Phồn vườn tộc đã định sẵn là sẽ trở thành kẻ địch rồi. Mau về đi, chúng ta tỉ thí một trận đi. Lần này ta nhất định sẽ đánh cho người đâm bò ra. Ôi chết đi được.
Vậy thì ngươi không dám mà cái tình nhát gan nhu nhược phế vật. Không thế nào, từ khi ta thành mệnh cách thiên đạo sư tới này chưa từng có tiền sử thất bại. Dù là thay đông thủ vương bối mệnh cách thì cũng chỉ hao phí hồn lực lớn thôi à. Nhưng mà võ tướng bí thuật sư tôn, người sao vậy? À không sao, đừng có kinh ngạc như vậy. Ý? Tính tôn mệnh cách vậy mà lại gặp phản vệ lớn như vậy. Nếu như không phải hồn lực của mình hơn nhiều so với tu vi hợp thiên cảnh bình thường, lần này ai không phải chỉ là chuyện bị thương nặng thôi đâu. Mệnh cách của tiểu tử này quá gờ gớm rồi. Chứ dù là vô tướng bí thuật cộng thêm hồn lực của ta cũng không mà tính ra rốt cuộc là hắn có chỗ nào đặc biệt gì ta. Duyên Trần à, nhà người còn có những ai? Ông ta vừa nãy là muốn thăm dò ta có đúng không ta? Không ngờ bị võ hồn thái cổ mà lòng phán phở. Ở quốc sư đại nhân, người thân ở trong nhà của tỷ tử đều đã chết ở trong đợt yêu thú tập kích thành lần trước rồi. Ta và gia tộc Kỳ Mừng lại có thù không đội trời chung. Chương phép màu triều cà lần trước thì ta cũng đã nắm được một chút về tin tức. Mà lời già thực sự lại có phần quá đáng. Nhân quả báo ứng cuối cùng thì cũng được phải trả giá. Thế mà ông ta lại ủng hộ việc ta và Lễ Gia kết thủ. Dương Trần à, ta tin là Đồng Quách Thế Kỳ. Sau này đừng có một quốc sư, hai quốc sư nữa. Gọi ta là Đồng Quách Lão Bá. Quốc sư đại nhân à, cái này sao ta dám nhận chứ? Không sao. Đây là lệnh phụ quốc sư của ta. Sau này nếu gặp chuyện gì khó khăn có thể xuất lệnh bài phù này ra. Ở trong đông thổ thì lệnh phù cô ta cũng có chút chỗ dùng được đấy. Đa tạ Đông Quách là bá. Ôi, có được cái lệnh phù bài này thì có quách bá trốn mà ta với Khâu Lão Đầu sắp đặt tỷ lệ thành công được tăng cao hơn rất là nhiều rồi. Sao sư tôn là phải lấy lòng cái tên nhà quê này chứ? Lấy nào tên tiểu tử này có chỗ nào không tầm thường sao? Duyên Trần à, là do lão phù bệnh cụ tại phát, cần phải điều chỉnh lại mấy ngày, hay là chúng ta tạm nghỉ ở thành Triều Ca thế nào? Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của Hoành Đông Quách là bà. Lão già này đóng kịch cùng giỏi tại đây, sắp xếp hết lộ trình rồi, còn không phải hối tay sao chứ? Từ từ à, đáp xuống đi. Yêu thú thiên hợp cảnh nhất định là nhân vật lớn rồi. Hễ Dương Trận gặp ma rồi, lẽ nào Dương Trận trốn khỏi Triều Ca tìm được chỗ lưỡi lớn nào rồi sao? Cái người ta là tò gan lại dám bất ngờ áp bức phủ thành chủ, lẽ nào là khi giở thành chủ không có người sao? Ui sao chỗ dựa thì sau lưng ta chính là gia tộc Kỳ Mừng đó. Ta ức hiếp người ở chỗ nào? Quỳ xuống. Quỳ xuống. Dương Trận. Người còn dám trở về Điều Ca, người khiến cho ta tìm được người thật là khổ đó. Phê hắn. Đúng là ngu xuẩn. Mình ký người, rốt cuộc các người là ai? Còn có phương pháp nữa hay không? Ta là thanh chủ thành Triều Ca, vậy mà lại dám hành hung người khác giữa bất ngày bất mật. Ta nhất định sẽ truyền tiền cho quận thủ quận Thiên Nam đòi lấy công bằng. Vương pháp à? Ngươi có mặt mũi gì mà nhắc tới vương pháp? Ngươi nói giáo cho giật dẫn số vào phòng, khiến cho triệu cả trăm họ làm thàn, đây là một bất nhân. Ngươi phất lờ cùng là giữ gìn thành thủ của chuẩn sơn tướng quân, phế bỏ tước vị, đoạt bộ khúc
đây chính là bất nghĩa. Ngươi bị hàm muốn cá nhân làm cho mờ mắt, cùng lễ gia kích đoạt yêu động, yêu vương ở chỗ, sâu ở trong sơn mạch của Triều Ca bảo hộ. Dẫn tới thú triều tập kích thành Triều Ca, khiến cho hơn 10 vạn lương hương thân bô lậu bỏ mạng. Ngụy, bên cạnh ta là quân sự đương triều và quần chúa. Ngươi vậy mà lại không phân biệt đúng sai, dẫn ngươi đi hành hùng. Đây là bất trung. Mà cái lỗi bất nhân, bất trung, bất nghĩa và bất hiếu giống như người, thì con mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa? Con không biết xấu hổ mà nhắc tới vương pháp. Dạ. Tiểu tử này là thần tiên sâu, vậy mà lại khiến cho thành chủ đại nhân Triều Ca bị chửi đến ối máu luôn, ngay tại chỗ. Ui, quá ác rồi. Đồng quân lão bá, cái này là tội gà dám hãnh thích ngài và quân chúa điện hạ, không thể thà. Ý, à, đại nhân, quốc sư đại nhân, ông quân chúa điện hạ oan uổng mà. Kế nào tò gàng lại dám hành hung? Cái đám người này là ai? Dương Trọng, ngươi vậy mà vẫn còn sống. À, các chủ đại nhân tôn quý, lẽ nào tiểu tử không nên sống sao? Cái đám người này có thể lên lời không nhỏ, trước tiên quan sát đá rồi nói. Bạc lị. Hả? Tại sao? Vô vào cái gì mà bắt tí ta? Dương Trần à, ngươi xử lý những chuyện này đi. Nam Tây chân cao cấp. Hey, Trần, ngươi muốn làm cái gì? Rồi đây không phải là hoàng gia chủ gì sao? Sao lại trở thành cái đức tính này rồi? Ngươi hả? À, Dương Trần, à, ngươi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tất cả đều là do thiếp chủ của Kim Mừng gia tộc ép ta. Nếu như hoàng gia ta không dừng bổ thiếp phải chết. Cũ rồi, cái lý do của người ca đấy không hài lòng cho cái khác đi. Dương Trần, hắn không muốn sống nữa sao? Lấy muốn tao phản hả? Đi, tiểu tử này cũng ác thực. Thành chủ đại nhân à, vẫn chưa tìm được lý do nào hay sao? Có cần ta tìm vô ngươi một cái hay không? Hả, muốn giết cho ta? Không được, ta không từ chối. Dương Trần thiếu, Trần ca. À, tiếng nhân thật sự là sai rồi. Giữa ta và người không hề có thù oán. Mặc dù mình khiến cách đó tù với người, nhưng mà hắn ta cũng đã trả giá rồi, tha cho ta đi. Nói như vậy thì người không đáng chết. Ở Trần ca, tiếng nhân thật sự là không đáng chết. À, ông trời có đức hiếu sinh, xem ra tội của người đích xác là không tới mức phải chết. Như vậy đi, lát nữa người phải hồi lỗi trước mặt tất cả những người. Triều ca may mắn sống sót, như vậy thì mới có thể chứng minh. Dần, tiểu nhân nhất định sẽ hối lỗi. Tiền bối à, phiền ngươi truyền tin khắp tòa thành cửa núi ở quảng trường thành phủ châu phủ, xét xử công khai quan tử. À, được. Nghe nói là muốn xét xử thành chủ hoàng tử là ai vậy? Hồi quyền lực lớn như thế. Nghe nói là Dương Trần. Đó là Dương Trần. Hắn quay về rồi, lẽ nào hắn không biết hoàng gia kiếm hắn khắp nơi sao? Khí tức của người mặc áo giáp vàng kia thật là đáng sợ. Bọn họ lý nào đều là do Dương Trần dẫn về để báo thủ. Trần ca, à, sư tỷ đã lâu không gặp rồi. Vẫn ôm như ngày nào, thơm quá đi. Nè, đã ôm đủ chưa? Chưa đủ. Sư tỷ à, ta tình nguyện ôm như vậy cả đời. Sao người vẫn vô lại như thế hả? Trần ca xin lỗi, có phải chúng ta không thể trở về như trước nữa có đúng rồi không? À, bái kiến bá phụ. Tiền tệ tốt. Có tiền đồ đó. À, không có tiền đồ gì, chỉ là cố sức làm trong bổn phận của một người Triều Ca,
lần này sẽ xử công khai hoàng tử, cũng coi như là lấy lại được chút lời. Ngày nào đó thì ta nhất định sẽ tự mình chém Lệ Tử Như, đã an ủi vong hồn của vô số triều ca của chúng ta. Bá phụ à, sau chuyện này thì ngươi có thể đứng ra nhận chức thành chủ triều ca được không? Luận do ý vọng thì ngài đừng có tức khứ từ. Ta bây giờ chỉ còn một là một phế nhân, sợ là không có cách nào để đảm nhận được chức vị thành chủ. Thành chủ là mệnh thần của vương quốc, không liên quan gì tới tù vi. Được rồi, nghe theo người. Tốt quá rồi, có ngã thành triều ca thì ta cũng yên tâm rồi. Trước mặt đám đồng hương thần phù lão sám hối đi. Ngươi phải liệt cờ ra những hành vi tội lỗi mà người đã phạm trong những năm qua, ít nhất là mời việc. Nếu không thì ta chắc chắn sẽ tự tay giết chết người. Tiểu tử đã chết mà lão tử phải sống sót, còn sống thì mới có cơ hội đến lốt thuyền. Ta cấu kết với gia tộc Kỳ Mừng. Hoàn toàn không ngờ tới mà hoàng tử lại là cái loại xấu xa như thế này. Quả thực là tôi ác tỳ trời. Đồng gì đó, không ngờ tới hắn lại làm nhiều việc xấu tới như vậy. Ôi, cái tên hoàng tử này sao mà cái gì cũng đều nói ra vậy trời. Chiều cả ta non xanh nước biếc, không ngờ vậy mà lại có thời nghén ra một cái loại xài lan xúc sinh như này. Nếu như hắn không chết thì còn có thiên lý ở đâu nữa. Ngươi đã nói là không giết ta. Tức là một tên ngu ngốc. Lời ta nói ra mà còn tin à? Thế mà ngươi lại không tin. Thật là một tên ngu ngốc. Lời ta nói ta còn không tin được. Thế mà ngươi lại tin. Tiếp theo đây, thanh chủ, thanh triều ca sẽ do Chuẩn Sơn tướng quân đảm nhiệm. Hay lắm, hay lắm. Ôi, yêu thú tới rồi, lại cái yêu thú tính rồi. Có mạng mau chạy đi. Không đúng, đồng tin lớn như vậy lấy nào là chân ngồi ở kiếm hoàng. Đồng tin lớn như vậy chắc chắn là có cường gia siêu cấp đang diện đấu. Đồng quên mình, ngươi dẫn hai người đi do thám mưu lược. Không được liều lĩnh, có tin thì lập tức hồi báo. Dơ. Trần Ngô Kiếm Hòa, người đừng có xảy ra chuyện gì đây nhà. Gia chủ, có một tia thế cường giả đang chiến đấu với một con kỳ lân thần thú to lớn. Tu vị của hai bên ít nhất cũng phải là tứ phụ cảnh. Thủ hạ đoán chừng có khả năng cao đã vượt qua tứ phụ cảnh. Cái gì? Ít nhất là tứ phụ cảnh. Đùa cái gì thế? Đông thủ sao lại có thể xuất hiện siêu cấp cường giả vượt qua tứ phụ cảnh được? Không, không thể nào. Các người đầy đợi cá đi, ta đi xem thử. Ông quốc này là nhân à, có thể dẫn tha theo đi cùng có được không? Người mới chân vợ ngụ cảnh, lần này đi thì quá nguy hiểm rồi, vẫn là nên ở lại đi. Đồng quân là bà à, ta muốn hiểu một chút về phong thái của cường giả đỉnh cấp. À, được rồi, lên đây đi. Đi. Quá đáng sợ rồi. Trần Ngô, đầu hàng đi. Người vẫn chưa đủ cái tư cách đó đâu. Cơn gì phải vậy? Là cơ thiền, người nhớ đó. Tuy ta tam hộ, vòng mong tất thu. Tiêu rồi, muốn tự bảo sao? Đoán chút. Ôi, không thấy rồi. Trần Ngô Kiếm Hoàng đi, đó là khống chế lực đạo sao? Kìa đi, giá vợ ngất trước xem tình hình thế nào. Trước khi mất thì giờ đã dặn dò ta rồi.
Cái câu mà tinh là cửu thiên hồng, tù sơn tựa tương phùng, tinh là cửu thiên hồng, là cửu thiên thù sơn, thù tỳ tam mộ vòng mong tất thù, trong này rốt cuộc là có liên quan gì tới nhau đây? Ý đệ tử à, trước khi chết thì không có cái gì để lại cho người, chỉ có vợ thiền thập tam kiếm tà ngộ cả đời, có lẽ sau này có thể có tác dụng với người. Đàn tiễn bổn tọa tôi chất ngu dốt, chỉ tham kiếm được có tới thứ 9 tuổi. Người lính ngộ cho tốt, nhớ kỹ đừng có vọng tưởng trả thù cho ta. Thù sơn kiếm mạch gần như là chết hết rồi, trong vợ người đó người phải tiếp tục sống, hiểu chưa? Sống tiếp cho thật tốt. Ôi, trời ngộ kiếm hoàng quá cảm động rồi, ta muốn khóc quá là có thiên à, ta nhớ ký cái tên này rồi. Phở thiền đi nhật kiếm. Ừ? Một kiếm đó quá mạnh rồi, đi mới chỉ là đi nhật kiếm ở trong phệ thiền thập tam kiếm, không cần biết cái tên cửu thiên lạc đó rốt cuộc là mạnh tới đâu. Ta tin rằng cuối cùng thì cũng có một ngày ta đường đường chính chính đứng phía trước mặt đối phương khiêu chiến. Dương Trần, Dương Trần, Dương Trần à, người không sao chứ? Hả? À, ta chưa chết ư? Chúng ta đều không chết, có thể nhặt được về một mạng thì thật sự là quá may mắn rồi. Nam tử tóc vàng đó tu vi đã vượt xa tử phụ cảnh rồi. Mời quá sư đại nhân đã ta ức có mấy có ngài. À không sao, chỉ là tiến tới mà thôi, đừng có cách sáo. Không phải ta đã nói ra gọi ta lên tới bá là được rồi. Xem ra cái gọi là thần tích vẫn thực sự là mong muốn hảo huyền của Lệ Gia. Mặc dù là có thần tích nhưng đã bị kỳ lân thần thủ khủng bố đó chiếm được. Đứa con trai đó của Lệ Thiên Hoàng thật là cực kỳ ngu ngốc. Dương Trần à, nghỉ ngơi 3 ngày thì về lại Thiên Nam đi. Dương. Nếu như không ngoài dự đoán thì Dương gia ta lấy lịch bất phàm, là một thành viên trong cái gọi là thế lực thù sơn. Chỉ là thù sơn rốt cuộc là ở đâu chứ? 3 ngày sau. Dương Trần à, Thiên Nam vẫn là quá nhỏ rồi, hay là người theo ta tới Vương Đô đi. Vương Đô thì bất cứ là tài nguyên tu luyện hay là cơ duyên đều vượt xa Thiên Nam. Đây là đang bày tỏ thiện ý với ta hả? Đáng tiếc vì Linh Hy ta đã đánh sẵn sẽ đối địch với Dịch Phụng quân tộc rồi, không phải là người cùng một đường. Đông Vạo, Đông Quách là bá, đi tới tu vi còn thấp, vẫn nên ở lại Thiên Nam một thời gian. Vương Đô nhất định sẽ đi, nhưng mà ít nhất phải đã tới võ trung cảnh. Tên Tiêu Tư này tại Bắc Diện, cái tình huống gì đây vậy ta? Nhà xảy ra chuyện gì rồi sao? Sao mà mọi người đều suy sụp như vậy? Gần đây học viện hạch tâm của 3 viện khác của Võ Phủ liên tiếp phát động khiêu chiến với học viện hạch tâm của Bắc Viện. Học viện hạch tâm thì ứng chiến với Bắc Viện chúng ta đều rất là thảm, chưa thắng được một lần luôn. Ôi Dương Trần à, cuối cùng thì ngươi cũng đã về rồi. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Kiếm Vô Khuyết là và lá tù của Đông Viện thách đấu ở trường huấn luyện và kỹ trọng thương rồi. Có gì? Vô Khí kẹt cả, nói nhiều đầu thì đừng có nhịn câu ra đi, thế giới chịu hơn một chút. Cơ Quỳnh đừng có mà kỳ mạnh, mà cứ không tin. Úi? Có phải là ta tới sớm rồi không ta? Có phải nên làm hôn chuyện tốt của hai người rồi không? Ôi Dương Trần à, ngươi nói bậy bạ cái gì đó ta? Ta là mang nước bồi thuốc thì cho Vô Khí kẹt ca. Bồi thuốc, ta biết là bồi thuốc rồi. Chúng ta cũng làm những chuyện gì có liên quan gì tới người đúng rồi. Người lén lén lúc tới nhà ta làm cái gì? Cà, người đừng có chồng Linh Hy nữa. Lần này người đi triều ca với Đông Thổ Quốc sư không sao chứ? Không sao, nói ra thì dài lắm, sau này sẽ cỡ chi tiết cho người nghe. Thì khi gọi vết tướng này của người là sao đây? Sao lại còn lên chiến đài để đấu? Là dính vào cái tên lá tù kiếm chuyện đó. Dương Trần à, người không biết đâu,
là tôi chặn ở cửa cổng vào của bác viện chúng ta, chỉ đích danh họ tên của người đã khiêu chiến. Hơn nữa cái tên đó còn nói rất nhiều lời sỉ nhục bá hoàng sư huynh, cực kỳ khó nghe. Vô khuyết thật sự là không nhìn nổi nữa nên mới thầy người xuất chiến. Lá tu à, bối cảnh là gì? Cái gì lá tu mà người cũng không biết? Con trai nhỏ của lâu chủ ảnh sát lâu đó, kể mình là có chút tiền vô luyện võ, sau khi tự mình đánh vào được đông viện thì làm việc cực kỳ bá đạo. Con trai nhỏ của lâu chủ ảnh sát lâu à, là tu vi gì vậy? Là tu vi võ sĩ nhất rồi. Tu vi của hắn không chỉ cao hơn bộ khí hài dài, hơn nữa cả người còn mặc một bộ giáp hoàng dài cực cọc cực phẩm. Đừng nói là vô khuyết, cho dù là vô cảnh chủng thấp dài nhất ở đó thì cũng khó mà có thể làm tổn hại một chút nào tùy hắn. Tiểu khuyết à, ngươi dưỡng thường trở đi. Lá tu này thì ta đi gặp hắn một chút. Cả ngươi đừng có đi. Thực lực của hắn rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi không cần lo lắng, dưới tình huống không nắm chắc thì ta sẽ không ngây dại ra tỷ đâu. Đi tu luyện tiếp thôi. Bây giờ đang cấp tu vi của mình quá thấp rồi, phải thăng cấp tu vi trước đã rồi tính. Quốc sư đại nhân, nhân lời mời mà tới thật sự là vinh hạnh cho Đô Mô Phủ ta. Mời. Hầu già cách sáo rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì lão phụ rất khó lòng mà tin được trên đời vàng. Thế mà lại lật hợp thực sự có một vẻ đẹp bậc này. Ta có thể đoán được người nhất định có thể hướng sự sủng ái của Thập Tam Gia. Sủng ái của Thập Tam Gia nghĩa là sao đi? Hầu gia là muốn đem tận tà cho Thập Tam Gia. Ta nên làm gì đây? Nếu như không phải là thiền linh hy thì người đã trở thành trắc phi của Thập Tam Gia chính là tà đi. Chờ tới khi Thập Tam Gia có được vương vị, vậy thì chính là vương phi, trắc vương phi rồi. Với dữ dụng nào chưa nữ nhân chết tiệt này. Linh Hy à, chúng ta cùng vào trong đi. Cậu à, ta... Linh Hy, ngươi đừng có đầu nóng, phải vững vàng, chuyến này không phải bàn bạc kỹ hơn. Việc này ta mới biết cách đây không lâu. Đây là thảo luận chung của gia chủ và vị trưởng lão. Con trách cậu cậu vô dụng, năm đó không thông báo về được mẹ con. Bây giờ biết kịch thế này lại tiếp tục tiếp diễn trên người của con. Lần nữa con tuyệt đối đừng có mạo phạm quân sự, chúng ta vẫn còn thời gian. Quân sư đại nhân, có thể xem mệnh cách của Linh Nhi có được không? Có thể. Gặp ma rồi sao? Mệnh luân võ hồn của mình lại không thể nhận được một chút tin tức nào vậy chứ? Quân sư đại nhân à, mệnh cách của Linh Hy thế nào? Thế mà lại không nhìn thấu được võ phu của đứa bé này yêu nghiệt tới mức độ nào đây? Hay là mệnh số của nữ tử này là nghịch thiện? Còn nên thì truyền võ tướng bí thuật công ta phối hợp với mệnh luân võ hồn để cứu chết thăm dò triệt để mệnh nội mệnh cách của đối phương. Nhưng mà ai chà, nếu như thuận lợi ngược lại thì cũng chẳng có gì, chẳng qua chỉ là học phí một chút hồn lực. Nhưng nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa thì linh hồn của hắn lại bị phản về thì xảy ra chuyện lớn rồi. Mời đi, ta mới không tin một nam thiên nhỏ bé có thể thầm một ý nghĩa thứ hai giống như là dương trận có tâm phán vừa lì ta võ tướng bí thuật. Hút. Quốc sư, người không sao chứ? Đây. Quốc sư đại nhân à, mệnh số của Linh Hy thế nào? Quý cả bất ngộ, cực kỳ vì giá, không thể dùng ngôn từ nào để miêu tả. Ây da, ôi cái đầu sinh, lỡ vô sau này sẽ không xem mệnh cách cho người khác nữa. Linh Hy à, sau này những thứ ngươi còn tu luyện, gia tông sẽ hết toàn lực cung cấp.
Quỷ ca bất ngộ, còn không phải là bởi vì muốn gả cho Thập Tam gia. Thập Tam gia sau này chính là vườn duy nhất ở đồng thổ. Trong khi đó, ngươi chính là Dương Trần có đúng không? Nghe nói ngươi chính là đệ tử của tình phế vào Thiên Ba Hoàng đó. Không ngờ rằng một chút thiền ý nhất thời của cha ta nằm đó lại tha cho một mạng chó của hắn. Thế mà thành tinh rồi, còn có mặt mũi nhận đồ đề nữa chứ. Ngươi chính là tu của ảnh sát lầu, sinh ra xấu thì cũng không phải là lỗi của người, nhưng mà ra ngoài gió người thì không đúng đầu nhà. May mà ta đang đói bụng, nếu không thì chắc chắn là cảm giác ói ra mất đi. Ôi, người muốn chết. Ai chà, người dòi đó, chỗ này là lỗi người bọn ta. Cút về lòng đất của người đi. Ngược dưới trời, ta, lá tù ta chính thức phát động khiêu chiến với người. Ngươi là cái thá gì? Một con chó đổ lớp da người, từ đâu ra có tư cách được khiêu chiến với Thiêu già đây? Dân trần, đơn tướng rằng ta không biết, phế vợ Thiên Ba Hoàng đó đang chiếu khiết kiếm viện của Cù Sườn ở ngoài thành. Nếu như không muốn hắn xảy ra chuyện, thì ngươi tốt nhất nên chấp nhận lời khiêu chiến của bọn Thiêu già. Nhớ kỹ, là đối chiến không có quy tắc. Người nghiêm túc chứ? Đương nhiên. Người tốt nhất là bạn giáo hậu sự cho tốt đi. Ngoài ra, đối chiến không có quy tắc cũng được. Nhưng phải cưỡng tập 2.000 linh thạch. Đi chuẩn bị đi. Hả? Cái gì? Một tháng sau, thường huấn luyện võ kỳ chiến đời số 7. À, chứ tổ à, Linh Hy đâu? Chứ tổ à, Dương Trần bà cầu kiến. Có việc gì? Không có việc gì, ta đặc biệt tới thăm a sư tổ ngài thôi. Ta khó lắm, chưa chết đâu, người đi đi. Cái lối gió này, người có biết nói chuyện hay không vậy? Con chứ bắt đầu đá tắt đại luôn rồi. Sư tổ xin hồ chúc Linh Hy đâu? Không biết. Sư tổ ta có viên phức rồi. Phiền phức nhỏ thì tự mình giải quyết, phiền phức lớn thì đi kiếm sự tổ của người. Ý? Sự tổ là phiền phức cực kỳ lớn đó. Thì tự người có tin thuyết luân hồi không? Tâm bày mới sâu.